Xin kính chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn đã quay lại kênh YouTube của em. Em xin tự giới thiệu, em là Minh Thành, Nam Bắc Auto 93 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội. Chuyên mua bán trao đổi các dòng xe đã qua sử dụng. Xe bên em mua thì luôn luôn cam kết đến quý anh chị là xe không lưu động, không đổ nước, không có tranh chấp, không vật nguội. Giấy tờ pháp lý bên em cung cấp đầy đủ. Vâng, và ngày hôm nay em Thành xin giới thiệu đến quý anh chị một chiếc xe Kia Sorento. Phiên bản máy dầu từ 2019 ạ, tên tư nhân biển tỉnh ạ. Chiếc xe này hiện tại của em đã đi được khoảng 2.8 km. Đấy. Khoảng 2.8 km các quý anh chị nhá. Chiếc xe này còn hiện tại còn đang rất mới đây ạ. Đấy, và em xin quay qua về phần ngoại thất của chiếc xe cho quý anh chị xem nhá. Đấy. Quý anh chị có thể nhìn cái nước sơn của nó này. Em quay sát vào nước sơn của nó này, vẫn còn nhìn khá là sáng xe. Màu trắng nhá. Xe mua về thì bên em chỉ có sơn tỉa lại một chỗ số nó bị xước thôi ạ. Và dọn các cái khoang máy và bên nội thất xe thôi. Em xin giới thiệu sơ qua về phần ngoại thất xe nhá. Phía trước đây thì có cụm đèn là cụm đèn bi projector nhá, cụm đèn projector cho ta được ánh sáng trắng nhá, tích hợp cả đèn halogen, đèn báo rẽ là halogen. Đấy. Và đèn sương mù này, đèn phá sương này rất là sáng, siêu sáng luôn. Mặt ca lăng thì hình lưỡi hổ khá là bắt mắt. Ốp mạ chrome xung quanh mặt ca lăng khá là làm cho xe chúng ta nổi bật hơn khi đứng nhìn từ phía trước. Đấy. Rất là nổi bật đúng không ạ? Xe này là xe biển tỉnh nhá, chứ biển kia là em chỉ có lắp vào để em đi lại thôi ạ. Chiếc xe 7 chỗ, máy dầu, số tự động. Cốp của xe này thì vẫn là cốp mở bằng cơm thôi. Trang bị là camera lùi nhá, cảm biến trước sau. Cảm biến đấy. Đây, phía thằng đây có ống xả kép, ống xả đôi nhá. Đã đẹp mới đúng không ạ? Cốp xe được chủ cũ người ta lót cái thảm sàn này lên để chứa đồ, và hầu như là cái hàng ghế thứ ba thì không ít, rất ít khi sử dụng nhá, rất ít khi sử dụng ở hàng ghế thứ ba. Hơi xít. Nó xít ở hàng ghế trên cho nên là em không ấy được, không mở lên được. Hàng ghế trên lại có thể điều chỉnh được với anh chị nhá. Quý anh chị nhìn, có vẻ như là hầu như là không sử dụng đến về hàng ghế thứ ba luôn. Đấy. Tiếng đóng cửa rất là chắc đúng không ạ? Đây, quý anh chị có thể nhìn bên trong xe, nội thất xe này. Khá là mới đúng không ạ? Cái xe này mới chạy được có 2.8 km thôi. Trang bị cho mình là cửa sổ trời panorama nhá. Đây, chủ cũ người ta đã bọc thêm một lớp chống nóng ở trên trần của chiếc xe này. Các bác có thể thấy chủ cũ người ta rất giữ gìn đúng không ạ? Cửa gió điều hòa này, quý anh chị này, cửa gió điều hòa nó thiết kế ở khung trục B của chiếc xe, chứ không phải là thường thường các xe sẽ trang bị ở kia, nhưng mà một số xe sẽ trang bị ở phần trục B.
giúp cho xe được nhanh mát hơn. Dây đen an toàn hàng ghế thứ ba cũng có nhá. Đấy, các bạn có thể nghe tiếng đóng cửa rất là chắc nịch đúng không ạ? Đây. Em giật rất là nhẹ thôi ạ. Đấy. Chiếc xe này thì được trang bị là ghế chỉnh điện cả ghế cả vị trí lái và ghế, ghế phụ nhá. Điều hòa cửa kính thì sẽ lên tự động một chạm, nút bấm một chạm tự động hai cửa ghế chính và ghế phụ, auto hết này quý anh chị này, nhớ vị trí lái hay nhớ vị trí lái nhá. Gương thì là gương thông minh, gương gương chiếu hậu thông minh tích hợp lên là đèn xi nhan báo rẽ. Nhớ vị trí lái. Đây à, 2,8 km quý anh chị nhá. Đây, quý anh chị có thể xem này, rất là mới luôn ạ. Cũng đã được ốp các miếng gỗ khá là mới xe, sáng xe. Ba chế độ lái. Với phiên bản máy dầu thì sẽ có 6 túi khí nhá quý anh chị nhá. 6 túi khí á. Về bản ở bản xăng thì cũng có 6 túi khí nhưng mà chỉ ở bản cao cấp thôi ạ. Còn bản tiêu chuẩn thì sẽ có chỉ có 2 túi khí thôi. Đấy, quý anh chị xem. Điều hòa thì làm mát rất là nhanh nhá quý anh chị nhá. Cửa sổ trời toàn cảnh panorama. Cũng điều chỉnh bằng điện. Một chạm luôn ạ. Chiếc xe này khá là mới nhá. Đây, các bộ hệ thống loa của chiếc xe. Vô lăng ốp da bọc gỗ. Đấy, ốp da bọc gỗ. Ốp da này. Bọc da nhá, bọc da ốp gỗ. Em xin lỗi. Đấy, ốp gỗ này, bọc da này. Vô lăng tích hợp lên các nút bấm ví dụ như là làm thoại dánh tay này. Cruise này, lấy chuyển chuyển số này, rồi là tăng giảm âm lượng này, đấy khá là đẹp đúng không ạ? Đèn 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 pha, đèn tự động nhá, đèn phụ tự động ạ, đây. Đấy, đèn tự động của quý anh chị nhá, đèn là đèn tự động này, gạt mưa gạt nước cũng là tự động luôn ạ, trang bị cho mình là rửa kính nhá, đấy, đèn trang bị rửa kính luôn rồi ạ. Rửa đèn nhá. Đấy. Rửa đèn này. Cụm đèn cũng đã được trang bị đèn LED ban ngày rồi. Đấy. Và hôm nay đấy. Em xin giới thiệu lại một chút về chiếc xe này của em nhá. Đây em có chiếc Kia Sorento phiên bản máy dầu đặc biệt. Đấy, phiên bản máy dầu nhá. Chiếc xe này của em hiện tại đã chạy được khoảng 2,8 km, mang tên tư nhân biển tỉnh ạ. Hiện tại em đang chào bán chiếc xe này với giá là 850 triệu nhá. 850 triệu cho một chiếc xe 7 chỗ máy dầu. Đấy, mua xe bên em thì luôn luôn bên em cam kết là không lâm dụng, không lấn nước, không tranh chấp, không vặt nguội nhá. Và đương nhiên là quý anh chị nào mà đang có nhu cầu bán xe thì cũng vui lòng liên hệ với em nhá. Đấy, cứ xe đẹp là em mua thôi. Và cứ xe đẹp là em bên em mua. Chứ em không mua xe lỗi nhá. Cho nên là quý anh chị nào xe lỗi thì vui lòng em không mua ạ. Quý anh chị thông cảm. Đấy. Quý anh chị nào đang quan tâm chiếc xe này thì vui lòng liên hệ với em theo số like em ghi ở màn hình nhé. Vâng, em cảm ơn quý anh chị đã quan tâm đến em ạ. Em xin kết thúc video tại đây.